Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 10 ngày tới, thầy Tử Vi nhận định cực rõ về tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, số mệnh đảo chiều. Cầu được ước thấy, ngồi không cũng có của. Kính thưa cô bác anh chị và các bạn, 10 ngày tới, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho cô bác anh chị và các bạn đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Mậu Tuất 1958. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến cô bác anh chị và các bạn ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô bác anh chị và các bạn Mậu Tuất 1958 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của cô bác anh chị và các quý mệnh sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể cô bác anh chị và các bạn đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý mệnh về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị và các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong cô bác anh chị và các bạn Mậu Tuất 1958 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Mậu Tuất 1958 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng lắng nghe. 10 ngày tới, thầy Tử Vi nhận định cực rõ về tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, số mệnh đảo chiều. Cầu được ước thấy, ngồi không cũng có của. Cô bác anh chị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan, sầu muộn. Tử vi học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được hưởng những điều tốt đẹp. Có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắt chiu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn. Không biết bao giờ mới khấm khá hơn, ai mà chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu, có được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra. Được ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành tránh dữ. Kính thưa cô bác anh chị và các bạn, và đặc biệt là quý mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng giải mã may mắn và công đức, cũng như mệnh số của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ như thế nào 10 ngày tới năm 2024. Tất nhiên, như mọi thời kỳ, thì số mệnh của chúng ta có thể thăng trầm từ giàu đến nghèo, từ sức khỏe tốt đến những bất hạnh khó lường. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời cô bác,
Anh chị và các bạn hãy theo dõi hết video này để tìm hiểu về những dấu hiệu tích cực trong số mệnh của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cũng như cách để tích nhiều phúc phần, thay đổi số mệnh cuộc đời theo ý mình mong muốn. Vậy, vận trình cụ thể ra sao thì xin mời quý cô bác cùng lắng nghe luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi cho từng phương diện, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng cô bác anh chị và các bạn điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có điều gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp thì con giáp Mậu Tuất 1958 là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Nhìn chung, Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà trong bất cứ công việc gì. Họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất hay địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất thì Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ hòa hợp với mọi người. Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, bản mệnh cần chú ý cẩn thận nhé. Xem tử vi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ canh và chi cùng hành thổ, quan hệ tương hợp này giúp cho quý mệnh là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông, xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sẽ sống sớm xa gia đình, Mậu Tuất sẽ rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Mậu Tuất hợp với giáp Dần, canh Dần, bính Dần, nhâm Ngọ, mậu Ngọ, bính Ngọ, giáp Thìn. Với bính Thìn, canh Thìn và các tuổi mệnh kim, mệnh thổ mang hành can giáp Ất, Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản bội, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên về hậu vận, lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông, họ là người có học, tuy nhiên khó vào. Song, họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại,
có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc, họ có tổ chức làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá là nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Và tiếp theo chương trình sẽ là tổng quát vận mệnh 10 ngày tới của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cụ thể như sau. Về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất cũng có khá nhiều điểm cần lưu tâm. Thời gian này quý mệnh nên chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để tháo gỡ những suy tư, áp lực về công việc và tài chính. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất tốt nhất nên hạn chế đi xa, trong trường hợp bắt buộc nên chọn ngày tốt, hướng vượng để xuất hành cho thuận lợi. Thời gian này, chuyện gia đạo của Mậu Tuất nếu có thể giữ ở mức bình ổn đã là điều may mắn lắm rồi, chớ vội mong cầu những điều lớn lao hơn mà có thể phản tác dụng. Tài lộc vẫn chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc nào, hung tinh tác động còn dễ dẫn đến nguy cơ hao tài, tiền kiếm được nhưng thất thoát cũng không ít, tiền vào rồi lại ra, rất khó tích lũy. Công việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều khó khăn, có thể là bị đối thủ cạnh tranh hay thị trường bão hòa, quý mệnh nên có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế. Công việc trong tháng có chiều hướng lao dốc, hiệu suất và tinh thần giảm sút, tuổi Mậu Tuất thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh, cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung, áp lực trên vai bạn không hề nhỏ, tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó không nản, thì vào khoảng thời gian cuối tháng sẽ có cơ hội trở mình nhờ dưới sự trợ giúp của các quý nhân. Sự nghiệp có chiều hướng lao dốc, hiệu suất và tinh thần làm việc giảm sút, tuy nhiên, nếu giữ vững ý chí không nản lòng thì cuối tháng sẽ có cơ hội thay đổi nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân tuổi Thân, Ngọ, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn là nâu, đỏ. Con số may mắn là 93, 03,14. Trên đây là phần tổng đoán vận mệnh của con giáp tuổi Mậu Tuất và tiếp theo chương trình sẽ là phần giải mã chi tiết về vận trình tử vi từng phương diện cuộc sống cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tử vi sức khỏe tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 10 ngày tới năm 2024. Cục diện tử vi tháng mới nhắc nhở người tuổi Mậu Tuất nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn, chớ để tinh thần căng thẳng, nhiều lo âu, tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến việc mất ngủ, ăn uống không ngon, sụt cân. Tháng 3 âm lịch này, quý mệnh nên chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để tháo gỡ suy tư do áp lực công việc cũng như vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày. Quý mệnh nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao, uống nhiều nước, ăn trái cây có nhiều vitamin C để tăng sức đề kháng cho mình, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất tốt nhất nên hạn chế đi xa, nếu trong trường hợp bắt buộc, nên chọn ngày tốt, hướng vượng để xuất hành cho thuận lợi. Tóm lại, tử vi sức khỏe tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 10 ngày tới cần chú ý chăm sóc sức khỏe, tránh căng thẳng, lo âu gây mất ngủ, ăn uống không ngon, sụt cân, nên giải tỏa tinh thần. Tập luyện thể dục, uống nhiều nước, ăn trái cây giàu vitamin C để tăng sức đề kháng. Tuổi Mậu Tuất nên hạn chế đi xa, nếu bắt buộc nên chọn ngày tốt, hướng tốt để xuất hành thuận lợi. Tử vi tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 10 ngày tới. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Mậu Tuất trong thời điểm này không mấy lý tưởng. Từ nay đến rằm, mọi thứ nếu có thể giữ ở mức bình ổn đã là điều may mắn. Chớ vội mong cầu những điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn, kẻo có thể phản tác dụng, chính tâm lý bất ổn. Thất thường của quý mệnh cũng là một nguyên nhân khiến mối quan hệ gia đình của mình có phần chao đảo, có thể vì áp lực từ nhiều vấn đề khiến bạn nóng giận hơn, giận vô cớ. Nhưng cũng không có nghĩa là được chút những cảm xúc tiêu cực đó lên đầu con cháu, điều đó chỉ gây ra những mâu thuẫn xung đột, khiến gia đạo thêm bất ổn. Tóm lại, tử vi tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 không mấy lý tưởng trong thời điểm này. Mọi thứ quý mệnh nên giữ ở mức bình ổn, không nên mong cầu những điều lớn lao hơn. Tâm lý bất ổn, thất thường của tuổi Mậu Tuất khiến mối quan hệ gia đình chao đảo, áp lực từ nhiều vấn đề khiến bạn nóng giận vô cớ và chút cảm xúc tiêu cực lên con cháu, gây ra mâu thuẫn, xung đột. Tử vi tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 10 ngày tới. Về phương diện tài lộc thì thời điểm này bạn chịu tác động của tương xung, đặc biệt là hung tinh đại hao nhập mệnh, cho nên tài vận của người tuổi Mậu Tuất đứng trước nhiều nguy cơ. Theo đó, bạn làm gì cũng phải thận trọng, suy tính trước sau để giảm thiểu rủi ro. Chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến quý mệnh phải trả giá đắt.
Dù có Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ, bạn vẫn có khả năng kiếm tiền, nhưng hao tổn cũng rất nhanh, nhiều thời điểm tiền vừa vào cửa trước đã ra đi theo sau, rất khó tích lũy. Người làm công ăn lương sau khi về hưu tuy thu nhập vẫn ổn định nhờ nguồn lương đều đặn hàng tháng, nhưng trong thời gian này sẽ phát sinh nhiều chi phí bất ngờ, khiến bạn một phen chao đảo, thậm chí rơi vào tình trạng vay mượn mới có thể cố cầm cự. Ngoài ra, có thể thấy nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính, hiện tại tuổi Mậu Tuất nên tập trung làm tốt công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng nửa chừng nửa vời. Đối với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường ngày càng bão hòa, con giáp này còn phải chịu những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Những kẻ ghen ăn tức ở, quý mệnh nên có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế, những kế hoạch đầu tư tốt nhất nên gác lại hoặc có sự tính toán cẩn thận hơn. Quý mệnh dù có tiền dư giả trong tay, cũng không nên bốc đồng mà đổ tiền đầu tư khi chưa hề tìm hiểu kỹ thông tin, thời buổi khó khăn. Làm thật ăn thật mà còn có khả năng cao phải bù lỗ, làm gì cũng phải hết sức tỉnh táo và thận trọng, không nên tin người thái quá kẻo rước họa vào thân. Tóm lại, tử vi tài lộc tuổi Mậu Tuất 1958 trong thời điểm này gặp nhiều nguy cơ, cần thận trọng suy tính kỹ để giảm thiểu rủi ro, có khả năng kiếm tiền nhưng hao tổn nhanh, khó tích lũy. Người về hưu tuy thu nhập ổn định nhưng phát sinh nhiều chi phí bất ngờ, thậm chí phải vay mượn, nên tập trung làm tốt công việc chính, tránh ôm đồm nhiều việc. Người kinh doanh gặp khó khăn do thị trường bão hòa, cạnh tranh gay gắt, cần đổi mới để lấy lại vị thế, không nên đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin, thời buổi khó khăn, cho nên làm thật ăn thật, không nên tin người thái quá. Tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 10 ngày tới. Theo tử vi, thời điểm này của 12 con giáp cho biết, bước vào giai đoạn này, tuổi Mậu Tuất trên phương diện sự nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, tâm lý bất an, quá trình làm việc vất vả, nhiều trở ngại, nên kết quả cũng chưa đâu vào đâu. Thời gian này, các kế hoạch bị đảo lộn, thường xuất hiện những sự cố, sai sót, nửa chừng làm lại, tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Việc thì cứ liên tục dồn tới không lúc nào ngơi, cảm giác làm mãi không hết việc, càng khiến con giáp này nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc. Thời điểm này, các mối quan hệ với đồng nghiệp, hàng xóm của bạn đi xuống, tiềm ẩn nguy cơ có tiểu nhân rình rập khắp nơi, điều này cũng đè nén tinh thần, khiến bạn không có nhiều hứng thú khi làm việc. Tuổi Mậu Tuất thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh, cả trong nội bộ lẫn bên ngoài, bên trong thì đồng nghiệp thường bằng mặt không bằng lòng. Trước mặt thì sởi lời, nhưng sau lưng lại có thể nói xấu, đâm chọt nhau do ganh ghét, bên ngoài thì tuổi này có thể bị đối thủ cạnh tranh. Giờ nhiều thủ đoạn ngăn đường, làm cản trở sự phát triển của bạn, tất cả những điều này nhắc nhở Mậu Tuất nhớ chú ý tới cách cư xử của mình trong phạm vi công việc. Quý mệnh chớ nên ôm tâm lý hơn thua, tranh cãi tới cùng, bởi sau cùng thì chính bạn cũng chẳng được lợi lộc gì khi có bất đồng ý kiến. Tốt nhất nên dùng cách thức khéo léo và uyển chuyển để bày tỏ quan điểm của mình, chứ không phải thích nói gì thì nói, khiến mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn. Nếu bạn không hành sự bình tĩnh và sáng suốt, hoặc không lấy đại cục làm trọng, thì rất dễ bị tiếng thị phi, nghiêm trọng còn mất vị trí mà bản thân mong ước. Nhìn chung, thời gian này áp lực trên vai bạn không hề nhỏ, tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó không nản, thì khoảng thời gian cuối tháng nhờ Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh và các tinh hữu bậc làm tăng phần cát khí. Lúc khó khăn nguy cấp sẽ có người ứng cứu kịp thời, thì quý mệnh sẽ có cơ hội trở mình. Quý mệnh hãy thử nhìn sự việc theo góc độ hoặc khía cạnh khác, hướng tới những điều thuận lợi và tốt đẹp hơn. Khi bạn thay đổi tâm thái, quý mệnh sẽ phát hiện ra mọi việc cũng không hề khó khăn như mình vẫn nghĩ. Tóm lại, tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Tuất trong 10 ngày tới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, công việc liên tục dồn dập khiến con giáp này nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, hàng xóm đi xuống, tiềm ẩn nguy cơ tiểu nhân rình rập, Mậu Tuất thường xuyên phải đối mặt với sự cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Quý mệnh nên chú ý cách cư xử của mình, tránh tranh cãi, xung đột, nếu giữ vững ý chí, không nản chí thì thời điểm này, quý mệnh sẽ có cơ hội chuyển mình đảo chiều vận mệnh, vươn lên đổi đời. Tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 3 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để nắm rõ hơn. Xin mời quý cô bác cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi tuần 1 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tuần này và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên vì thành công bước đầu của mình mà trở nên kiêu ngạo, tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Phương diện tài chính có khởi sắc, chủ yếu vào nửa cuối tuần, bạn nhận được phần thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Người làm kinh doanh cũng tìm ra hướng đi cho riêng mình, công việc dần vào luồng,
khiến đồng tiền chảy vào túi cũng ổn định. Trong chuyện tình cảm, gia đạo, sau bách việc chợ đào hoa cho thấy quý mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng và sự kính trọng mà mọi người dành cho quý mệnh là điều khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Xem tử vi nhận thấy lời khuyên dành cho tuổi Mậu Tuất, quý mệnh nên bao dung hơn cho nửa kia của mình, chớ nên nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của đối phương. Việc nào cho qua được thì hãy cho qua, việc cố tình nhắc lại chỉ khiến quan hệ đôi bên thêm căng thẳng. Về tiểu kết trong tuần đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Mậu Tuất hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá cao, nhưng không nên kiêu ngạo, coi thường mọi người xung quanh. Tài chính khởi sắc, nhận thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ, người kinh doanh tìm được hướng đi riêng, công việc ổn định, thu nhập tăng. Về tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Tuất nên bao dung hơn với nửa kia, tránh nhắc lại lỗi lầm, gây căng thẳng trong mối quan hệ. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất không nên lơ là công việc. Trong tuần này, khi bạn được cấp trên trọng dụng, bạn lại càng phải hết sức cẩn thận khi làm việc. Xung quanh bạn vẫn luôn tồn tại kẻ tiểu nhân, nhằm nhè lúc bạn sơ hở để cướp đoạt công lao hoặc khiến bạn mang tiếng xấu. Tình hình tài chính có khởi sắc vào cuối tuần, điều đó có nghĩa là quý mệnh sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong tuần này. Người bán hàng luôn phải bận rộn, luôn chân, luôn tay xử lý các đơn hàng. Trong khi đó, người làm doanh nghiệp phải bận rộn giải quyết các hợp đồng với đối tác. Trong khoảng thời gian bận rộn như thế này, hung tinh thái tuế khuyên quý mệnh nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, đi công tác hay du lịch, thì trước khi rời nhà, quý mệnh nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Phương diện tình cảm, gia đạo ảm đạm, có lẽ bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình trong tuần này. Bạn liên tục phải nghe những lời đồn thổi không hay về người thân, thay vì nghi ngờ, hãy dành thời gian để trò chuyện thẳng thắn với người thân, giải quyết các hiểu lầm. Về tiểu kết trong tuần 2 tháng 3 âm lịch, tuổi Mậu Tuất cần cẩn thận kẻ tiểu nhân tranh công, đặt điều tiếng xấu, tài chính khởi sắc vào cuối tuần, người làm công ăn lương, kinh doanh đều bận rộn, gia đạo ảm đạm, nên trò chuyện thẳng thắn với người thân để giải quyết hiểu lầm, nếu đi xa nên chọn hướng tốt hoặc giờ hoàng đạo. Tử vi tuần 3 trong tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có những thăng trầm khá rõ rệt trong khoảng thời gian này, đầu tuần bạn thường bị cấp trên gây khó dễ, khiến công việc không tiến triển được như dự kiến. May là đến cuối tuần, mọi việc hòa hoãn hơn, bạn hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Phương diện tài lộc ít nhiều có điểm sáng, người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao khá, hoặc ký kết được các hợp đồng có giá trị, thậm chí có người may mắn nhận tiền do trúng thưởng, trúng số trong tuần. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy, người tuổi Mậu Tuất vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, bạn tỏ vẻ khá rừng rưng, dù trong lòng bạn cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng. Với người có đôi, có cặp, vợ chồng bạn đang ở trạng thái bằng mặt mà không bằng lòng, đôi bên có vấn đề gì thì nên thẳng thắn chia sẻ với nhau. Chớ nên giấu trong lòng rồi lại nói lời bóng gió, hoặc hành xử nóng nảy, giận cá chém thớt. Về tiểu kết, trong tuần 3 tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có nhiều thăng trầm, đầu tuần gặp khó khăn, nhưng cuối tuần hoàn thành nhiệm vụ, tài lộc khởi sắc, người làm tự do nhận thù lao khá, thậm chí trúng thưởng, đường tình duyên tốt nhưng người tuổi Mậu Tuất lại thờ ơ. Vợ chồng nên thẳng thắn chia sẻ vấn đề thay vì giấu trong lòng hoặc hành xử nóng nảy. Tử vi tuần 4 trong tháng 3 âm lịch 2024. Tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Mậu Tuất, phương diện sự nghiệp khá sáng sủa do có cát tinh chiếu mệnh. Đây là khoảng thời gian quý mệnh cố gắng hết mình để thể hiện năng lực ngay từ khi mọi người xung quanh vẫn còn sao nhãng. Phương diện tài lộc có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế thị trường, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình cần tránh, từ đó khiến tiền đổ về đầy túi, đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn, thì dù là làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai quý mệnh sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, tiếc rằng phương diện tình cảm gia đạo lại không được êm đềm như mong muốn. Quý mệnh và người thân trong nhà cần trao đổi các công việc với nhau nhiều hơn, không nên ai làm việc của người ấy, khiến quan hệ đôi bên dần dần xa cách. Về tiểu kết, trong tuần 4 tháng 3 âm lịch người tuổi Mậu Tuất có sự nghiệp sáng sủa nhờ cát tinh chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc vào cuối tuần, nắm bắt xu hướng thị trường, giúp tiền bạc đổ về đầy túi. Tuy nhiên, tình cảm gia đạo không được êm đềm, cần trao đổi công việc với nhau nhiều hơn để tránh xa cách. Quý cô bác anh chị đang xem nội dung 10 ngày tới, Thầy Tử Vi nhận định cực rõ về tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958,
số mệnh đảo chiều, cầu được ước thấy, ngồi không cũng có của. Cô bác anh chị và các bạn đang xem video Thầy Tử Vi báo tin trước 10 ngày tới của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bất chấp hoàn cảnh, bứt phá đổi đời giàu to. Thưa cô bác anh chị và các bạn thân mến, cổ nhân từng nói, miệng có thể thốt ra được những lời ngọc ngà, đẹp đẽ, nhưng cũng có thể thốt ra được lời độc địa. Tu dưỡng khẩu đức chính là đem lại vận may cho mình, khẩu đức quyết định vận mệnh tốt thì con đường bước đi mới bằng phẳng, đạt được nhiều thành tựu. 1. Không nói lời giận dữ, hành động không gì tồi tệ hơn sự thô bạo, suy nghĩ không gì tồi tệ hơn quy quy, lời nói không gì tồi tệ hơn sự vu khống, tính sát thương của lời nói còn mạnh hơn cả gươm đao. Ác ngôn tổn thương lòng người, thiện ngôn giúp ích cho người, khi tức giận không nên nói gì cả, vì những lời nói lúc này thường sẽ làm tổn thương người khác. Lời nói đã nói ra như nước đã hắt đi không thể thu lại, không nên nói năng lung tung, lúc tức giận lời nói thường thiếu suy xét, vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Khi tức giận, hãy lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ viết tùy ý, viết tất cả những suy nghĩ lúc đó lên tờ giấy, nghĩ gì viết nấy, hôm sau, hãy lấy ra xem. Nếu khi xem lại mà vẫn có suy nghĩ và quyết định giống như vậy thì hãy làm, còn nếu đó chỉ là những lời nói khi tức giận thì hãy gấp nó thành máy bay giấy và phi nó bay đi. 2. Không nói lời sàm ngôn bịa đặt. Đừng nói suông, nếu nói suông thì thà đừng nói, đừng tùy tiện hứa hẹn, hứa mà không làm thì nhất định đừng hứa, tốt nhất là im lặng khi không có gì để nói. Không nói lời xấu chẳng để tải lời cay nghiệt, đây là sự tu luyện mà chúng ta nên có, không biết mà nói là ngu dốt, biết mà không nói là không thật lòng. Sàm ngôn chính là nói những lời chê bai, những lời xấu sau lưng người khác nhằm ly dáng, sỉ nhục người khác, kẻ nói lời sàm ngôn, bịa đặt đều là tiểu nhân. 3. Không nói lời kiêu căng. Nói lời thiện với người đáng quý như ngọc bội, nói lời ác hại người, tính sát thương mạnh hơn gươm đao, trung ngôn nghịch nhĩ, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, lời nói của bậc quân tử thì giản dị mà chân thật, còn lời nói của kẻ tiểu nhân thì không đáng tin cậy. Lão Tử có nói, tự phạt giả vô công, tự căng giả bất tường, người tự mình khoe tài ngược lại mất hết công lao, người tự đề cao bản thân sẽ chẳng thể tiến bộ. Người nói lời kiêu căng không phải kiêu ngạo thì là không có tri thức, dù là loại nào thì cũng đều mang đến bất lợi cho sự phát triển của mình và cũng khiến người khác khó chịu, ghét bỏ. Không nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, tự kiêu tự khen là biểu hiện của sự thiếu phẩm chất đạo đức. 4. Không nói lời ác độc với khuyết điểm của người khác. Nên nói trước mặc dù họ không hài lòng, nhưng chưa chắc đã hận sâu, nói sau lưng họ sẽ rất khó chịu và vô cùng oán hận với người hay ganh ghét. Đừng kể chuyện đắc ý, với người đang buồn phiền thì đừng kể chuyện khoe khoang, không nói những lời vô lễ độ, làm tổn thương người khác. Cổ nhân có câu, giao cắt dễ lành, ác ngôn khó tan, sự tổn thương bạn gây ra trong tâm hồn người khác còn đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể. 5. Không tiết lộ chuyện, quân tử một lời bằng trăm lời tiểu nhân. Trăm lời cũng như không, người thích sự trung thực thì lời trung thành đến, người thích sự tán dương thì lời xu nịnh ngày càng nhiều. Nói lời không đạo lý thì như không nói, nói ngàn lời không đúng thì cũng như không, không được tiết lộ cơ mật, sự dĩ mật thành ngôn, dĩ lậu bại chuyển thành công. Do giữ được bí mật, lộ chuyện dễ thất bại, cấm kỵ tiết lộ những chuyện bí mật liên quan đến tổ chức hoặc người khác, đây là vấn đề nhân phẩm và nguyên tắc làm người. Cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn, cũng không được nói một cách chắc chắn để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt, làm người khác cảm thấy tùy tiện và bớt xén. 6. Không nói thẳng thắn, khẩu đức tốt dẫn đến may mắn. May mắn dẫn đến ít đường vòng dẫn đến nhiều thành tựu, nói thẳng quá mà không nghĩ đến hậu quả, sẽ gây ra phiền toái, lời nói thẳng là đó. Nhưng phải nói vào một chút lời nói lạnh lùng, nhưng phải nói ấm áp một chút, để tâm đến sự tự tôn của người khác, đặt sự tự tôn của người khác lên hàng đầu. 7. Không nói năng tùy tiện, miệng là chiều gây thương tích. Lời nói là dao cắt, hoạn tốt miệng và lưỡi của mình, thân sẽ ăn ở mọi nơi, nói lời bất cẩn, tứ mã nan truy, nữa là cười dẫn đến bất hạnh, là lưỡi rìu hủy hoại toàn thể. Khi vui nói ra sẽ có nhiều lời không thật, khi giận nói ra sẽ có nhiều lời vô lễ, ăn nói không nên tùy tiện, nếu thay đổi lời đã nói, chi bằng không nói, không hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu hứa rồi lại thay đổi, chi bằng đừng hứa, đừng tùy tiện phát ngôn, nếu không, sẽ mang họa vào thân, cũng đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác nếu không làm được, dễ mất đi niềm tin của người khác. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung trong 10 ngày tới. Thầy Tử Vi nhận định cực rõ về tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, số mệnh đảo chiều. Cầu được ước thấy, ngồi không cũng có của từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải,
Mong cô bác anh chị và các bạn thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến cô bác anh chị và các bạn chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc cô bác anh chị và các bạn Mậu Tuất sinh năm 1958 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.